Nemo đâu rồi? Lại đây ba biểu nè. Dạ, con tới liền. Đây, năm mới ba lì xì cho con nè. Con cảm ơn ba nha. Ủa, cảm ơn vậy là xong rồi đó hả? Không chúc ba gì à? À quên, năm mới con chúc ba được người ta gọi đúng tên. Là sao? Chúc gì kỳ vậy? Thì bình thường mấy đứa nhóc gặp ba trong hồ cá toàn gọi ba là cá Nemo, trong khi đó ba là cá hề mà. Còn Nemo là tên của con. Vỗ tay, vỗ tay. Hai, con nói đúng nỗi đau của ba luôn á. Tụi nhỏ bây giờ toàn gọi cá hề là cá Nemo, cũng không trách được. Tại con trai của ba nổi tiếng quá mà. Nhân tiện tôi xin nói rõ cho các bạn biết, chúng tôi là cá hề và tên của bố tôi là Malin. Ok chưa? Ôi, tôi có thằng con trai thật đáng ăn tiền bát gạo. Thôi con đi chơi Tết đi. Dạ, bye bye ba. Wow, năm nay ba mình lì xì nhiều ghê. Không được rồi, phải xài nhanh mới được. Chứ để vài bữa nữa thế nào mẹ cũng kêu đưa mẹ giữ giùm cho coi. Cười cái gì mà cười, mấy bạn coi mà lo cho bản thân mình đi kìa. Hết Tết này thế nào cũng bị mẹ giữ tiền lì xì cho xem. Giờ làm gì cho hết tiền lì xì này đây ta? À đúng rồi, đi đánh bài.